Nhà thờ Thánh Patrick tại Melbourne, Australia, nổi danh thế giới là một tòa nhà tiên phong xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic thời Phục Hưng. Đây là một biểu tượng của tín đồ Công giáo tại Melbourne của xứ 8, nhưng mãi đến năm 1900 và rồi bắt đầu chiêm ngưỡng một khung cảnh. Đến nơi đây còn có một chiếc đàn dương cầm với độ tuổi thọ từ những năm 1870 có kiểu dáng và âm điệu tốt bậc nhất. Nếu bạn may mắn ghé thăm nơi này vào những ngày Chúa Nhật hàng tuần thì sẽ có cơ hội được tham dự những buổi cầu kinh tối, được nghe những bài hát về Chúa từ nhóm ca sĩ của nhà thờ Thánh Patrick, sẽ đọng lại các giá trị vượt qua thời gian nhưng lại được thể hiện theo những cách mới mẻ nhất, cho dù chúng luôn được bắt nguồn từ truyền thống đã lâu đời. Nhà thờ Thánh Patrick, Australia nằm đối diện với